Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn trải nghiệm khóa học miễn phí trên Unica. Đầu tiên các bạn vào trang web hoctusa.net để mình lấy mã giảm giá ha. Đó. Đây là cái trang web chia sẻ mã giảm giá khóa học trên Unica của mình. Các bạn click vào một khóa học bất kỳ, ví dụ cái khóa học này. Đó. Thì bên dưới nó có một cái link giảm giá 40%, các bạn click vào để nó chuyển sang cái trang web Unica ha. Đó. Thì ở đây mình được giảm 40%. Các bạn sẽ đăng ký khóa học lại đây và mình dùng thẻ cào điện thoại để mình nạp cho cái khóa học này ha. Ok. Sau khi đã thanh toán thành công khóa học trên Unica, các bạn sẽ kích hoạt cái mã khóa học đó. Mình sẽ đăng nhập bằng một cái tài khoản Facebook ha, và mình sẽ kích hoạt cái mã giảm giá đó. Ok. Đó thì đây là cái trang cá nhân của mình trên Unica ha. Các bạn vào khóa học của tôi và mình sẽ đánh giá cái khóa học đó. Khi mà các bạn đã mua khóa học thành công và đã kích hoạt thì mình sẽ vào học ha, mình vào học cái khóa học đó và mình đánh giá 5 sao tại đây. Ở đây các bạn sẽ nhập số ký tự, nhập vài câu cái câu cảm nghĩ về khóa học ha, tối đa là 20 ký tự, tối thiểu là 20 ký tự. Ok. Mình sẽ ghi là khóa học rất hay, bổ ích. Rồi, đó mình gửi đánh giá ha. Ok, đó, thì các bạn sẽ được cộng 2 điểm tại đây. Và mình sẽ dùng cái điểm này, các bạn sẽ tích lũy đủ 5 điểm, thì mình có thể trải nghiệm khóa học miễn phí trên Unica ha. Các bạn vào phần trải nghiệm miễn phí tại đây. Đó. Thì bên dưới này có rất nhiều khóa học để các bạn học miễn phí bằng cái điểm điểm mà mình vừa đánh giá khóa học đó. Đó thì ở đây mình được 20 điểm rồi nè. Đó, mình sẽ chọn một cái chuyên mục nào đó ha, công nghệ thông tin tại đây. Ta nhấn vào tìm kiếm. Và mình sẽ học thử một cái khóa học miễn phí trong vòng 3 ngày. Đó. Rồi. Ví dụ cái khóa học tự học AutoCAD 20 ngày này ha. Ok, mình sẽ qua một khóa học khác là thiết kế nhiếp ảnh. Mình nhấn vào tìm kiếm. Đó, các bạn có thể học 34 tuyệt chiêu chinh phục Photoshop ha. Đó, ví dụ mình học cái khóa này đi. Các bạn sẽ cần phải 6 điểm. Nghĩa là mình sẽ đánh giá 3 khóa học, mình sẽ được 6 điểm để mình kích hoạt cái khóa học này ha. Ok. Rồi mình sẽ kích hoạt luôn. Đó. Đó, mình được 3 ngày trải nghiệm khóa học này. Sau đó các bạn sẽ đánh giá tiếp khóa học này để mình được nhận thêm 7 ngày và được trả về lại 2 điểm ha. Ok. Vậy là mình chỉ mất có 4 điểm để có cái khóa học này. Đó, vậy là video kết thúc ở đây ha. Các bạn thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.